Di Linh. Kết thúc một ngày câu cá tại Di Linh, tại một cái hồ của nhà anh bạn của mình. Đây là cái nhà trong rẫy của anh. Phía sau, phía dưới đồi này là rẫy của anh. Xung quanh đồi thì cái hồ nó nằm ở dưới kia. Đi theo cái đường núi này thì sẽ đi khoảng 70 mét thì sẽ tới cái hồ của anh. Đó là dốc. Không khí thì thấy mình mặc áo này hơi lạnh, xe lạnh rất là tuyệt vời. Ngày mai thì mình sẽ đi khảo sát một số đỉnh núi ở đây để cùng với anh em trong team Everest Việt triển khai mở thêm một số cung leo núi hấp dẫn cho mọi người trải nghiệm. Xung quanh cà phê, phía dưới đi xuống dưới đó sẽ là vườn cà chua và ớt của nhà anh Lòng, bạn mình. Nếu mọi người nhìn thấy thì xa xa, may bây giờ nó vẫn còn lất phất trên đỉnh núi á. Buổi sáng hôm qua thì mình chạy xe lên thì dọc đường mình có săn được mây rất là đẹp, nhưng mà mình không có quay được nên mình cũng đang vội chạy lên á. Các bạn hãy cùng đón chờ xem hành trình ngày mai. Hôm nay thì mình lên đây để nghỉ ngơi thôi, đi câu cá. Ngày mai sẽ bắt đầu hành trình khảo sát những ngọn núi ở đây. Cùng đón chờ hành trình ngày mai của Team Red Việt tụi mình nhé. Bye bye. Dọc đường thì mình thấy một cái trái. Chắc là mọi người nhiều người chưa biết ha. Đây, mọi người có thấy một cái trái đỏ một vùng nha. Đây là cây cà ri nha. Cái màu hạt điều mà mọi người hay làm cà ri á là từ cái này nè. Lúc trước đây trồng rất là nhiều, giờ thì đỡ rồi. Giờ thì giá thành thấp, được ít lại. Giờ nó thành cây hoang. Hoàng hôn á. Đây, mình ở phía bên kia kìa. Đó, một viền mây che. Trái cà ri khi nó chín á, bây giờ ở trong nó có cái hạt màu đỏ này các bạn thấy không? Đó, các bạn sẽ dùng màu gan lên là màu đều, khô lên là màu đều, màu đỏ cái hạt rất tuyệt vời, màu đỏ, màu gan lên màu đều. Hello mọi người, mới vừa ngủ dậy mà nó còn hơi ngu. Sáng sớm bình minh tại Di Linh. Đâu biết mọi người tại sao? Sau lưng mình có đeo một cái gùi che đầu đội nón bảo hiểm. Đối với mọi người, mình đang đi đâu? Mình đang đi lượm sầu riêng này. Nhà anh bạn mình có mấy chục cây sầu riêng đó. Thì giờ mình sẽ đi xuống mấy cây, chủ yếu là mấy cây lớn lớn đây này nè, là sầu riêng hột. Còn mấy cây nhỏ là sầu riêng Thái. Thì bây giờ mình đang là mùa sầu riêng hồn. Bây giờ mình xuống như đó, tranh thủ buổi tối hôm qua sầu riêng nó chín nó sẽ rụng, mình sẽ lượm lên. Tất nhiên là mang về Sài Gòn để thưởng thức nó rồi. Hoặc là nhiều thì mình sẽ mang về thị Sài Gòn, ít thì thưởng thức ở đây luôn. Tuyệt vời. Rồi đang đi có một cây nấm nè. Rồi mọi người cùng đi xuống với mình lượm sầu riêng nha. Mình đã lừa trái đầu tiên. Thơm nha, thơm nha. Sầu riêng hột thì nó không được nhiều trái nhiều muối như sầu riêng Thái ri đâu ha. Nhiều đó là một trái nó có một muối nhỏ ấy thôi, là rất ít. Cái này hột nó sẽ nhiều hơn cơm, nhưng mà được cái là ăn nó sẽ thơm hơn. Giờ mình đang tìm. Nó rụng xuống này, nó từ trên cây á. Nó rụng xuống thì nó sẽ dính vào những gốc cà phê. Giờ thì mình đang nhìn những gốc cà phê xin là có trái nào không thì mình sẽ đi nó mình lượm. Nãy giờ thì mình lượm được 2 trái rồi, rồi mới xuống. Chưa đầy 1 phút 30 giây đã lượm được 2 trái.
để mình ngó. Thôi, cùng đi qua cây khác thôi. Cùng đi qua cây bên kia. Đây là thành quả của mình. Cũng được khoảng 5-6 ký hoặc là 7 ký gì đó. Trước mặt các bạn là con đường cánh đồng lúa ở huyện Di Linh. Nó có một cái đoạn ống chạy ngang, các bạn có thể thấy đó là đường mương nước để dẫn nước về lúa ha. Wow, rất là đẹp. Mùa này lúa trên khắp đất nước Việt Nam đang bắt đầu chín vàng. Wow, đẹp cực kỳ. Thì mình đang trên đường vào chỗ ngọn núi mà hôm nay tụi mình sẽ leo khảo sát. Thì hôm trước tụi mình đã leo núi Bà La Sang rồi. Hôm nay thì tụi mình sẽ leo một ngọn núi khác, đó là núi Sa Đoan. Theo tiếng của các anh địa phương ở đây là như vậy. Thì tóc của các tên này thì mình cũng hỏi các anh mà cũng nhiều anh chỉ biết là gọi như thế thôi, thì chưa có cái tên, không biết ý nghĩa tại sao lại gọi như vậy. Hôm nay mình sẽ leo một cái đỉnh. Hôm trước thì cái đỉnh Bà La Sang nó chỉ cao khoảng 1.500m thôi. Thì hôm nay mình sẽ leo cái đỉnh núi Sa Đoan thì nó cao khoảng 1.700m. Wow, trước mặt mình là cánh đồng lúa nè. Mình quay cho các bạn xem. Đó, bắt đầu đi vào cánh đồng lúa rồi. Đó, các bạn có thấy những cái đỉnh núi phía trước mà mây chụp trùng không? Thì hôm nay mình sẽ leo những đỉnh núi này. Wow, rất là đẹp. Mình đang có mặt tại Hồ Ca La, huyện Di Linh. Mình chỉnh lại cái cam của mình. Ok. Thì mình đang có mặt tại Hồ Ca La, huyện Di Linh. Từ vị trí này thì mình sẽ bắt đầu đi leo núi, đi khảo sát đồ mới. Thì mình đang ở trong một cái khu homestay, gọi là homestay nghỉ dưỡng, cũng là khu mà sắp tới tụi mình sẽ kết hợp làm ở đây. Đây có một cái view khá là xịn này, view ra hồ. Wow, bên kia là đập thủy lợi Ca La. Đây thì mọi người có nuôi, có làm đầm nuôi tôm trên sông nè, nuôi cá nè. Đi một vòng ở khu này đi ha. Đi một vòng qua homestay đi. Cũng có nhiều góc chụp hình chứ bọn. Này cũng được vài buổi. Đẹp. Có những cái bên thuyền nè, cái thuyền các bạn. Rồi bên này có cả bàn cà phê ngắm view buổi sáng. Các bạn có nghe những tiếng xe máy rất là to đó. Xe hồ của người địa phương, người ta bắt đầu lên rương, lên rẫy làm ruộng. Thì ngoài khu cắm trại bên này thì cũng có nhà hàng, kiểu nhà ăn uống bên kia, nhà vệ sinh bên này, nhà vệ sinh bên này. Anh chủ ở đây cũng đang làm thêm nhiều thứ như là hồ, hồ nước nè. Đó, khu nhà hàng bên này. Rồi, giờ thì mình sẽ đi qua gặp anh địa phương và tụi mình sẽ trao đổi và bắt đầu sẽ đi leo núi. Đi một cung đường mới khác lần trước mình leo. Ok.
các bạn hãy cùng đón chờ cái video này, khảo sát thành công cùng leo núi này cùng mình và Everest Việt sắp tới nha. Wow, khe suối từ nước từ trên núi xuống á, tuyệt vời. Hướng trên kia thôi, những bước đầu tiên của hành trình khám phá đỉnh núi cho đoàn đúng không? Phía sau mình là chị Hạnh. Em thấy mai mốt này có cái vụ mà sáng sớm không cho khách đi chiếc xe đó, đi từ ngoài chỗ kia vô trong này cũng vui á. Mình có chuyến đi thôi mà đúng không, chuyến về mình về đường khác mà, về mình dẫn khách đi đường khác cho nó hấp dẫn. Trải nghiệm chiếc xe đó hay á. Phía trước mình anh Trung, bên kia là anh địa phương Potter, địa phương. À, anh tên Boss luôn hả? Ha. À, phía sau này là hồ. Đi lại cả lạc. Wow. Ê, sorry. Này là 69 rồi đúng không? Chưa, trong nhà anh nói một quả 10 kg. Wow, sầu riêng trên này nhiều ký anh? Người có hàng này là sao tên lớn là hàng heo rồi. Hả? Nhà anh có trái nào chín chưa? Nó quá cỡ là nó xếp lại 2. À, nhưng mà ăn nó vẫn ngon mà đúng không? Ừ. Nhưng mà nó dễ bị sụp. Wow. Quên bỏ chị Hạnh mất. Là nó chị. Tại nó dính mấy trái sầu riêng á chị ạ. Ở nhà thì có sầu riêng hạt, ở nhà hồi nãy nằm sắp có quả hồng. Chín rồi. Kéo áo xuống xíu cho nó. Mệt nghỉ chị ơi. Cái chỗ này ai lớn tuổi nhất? Chắc em. Năm này em hả? Em sinh năm mới. Sao? Anh chị già lên núi đâu mỗi đâu, sắp ba. Thôi, anh thấy anh đi khỏe hơn, anh đi quen rồi. Ngày nào anh cũng đi, em với Sài Gòn. Quá nhỏ cửa này thì có giá này, 70. Wow. À, tại là một vừa trái đúng không? Hàng loại một á, nó sẽ xếp loại trái từ 2-3 kg à? 2 kg rưỡi. 2 kg rưỡi đổ lại. 2 kg rưỡi đến rưỡi chỉ 3 kg rưỡi. 3 kg rưỡi thôi. Là nó sẽ rất là loại một, nhưng mà loại một á là mày phải từ ba học đến 5 học mới là hàng loại một. Còn mà dưới ba học là hàng loại 2, trên 3 kg rưỡi là 2S. Dùng nó có tròn xoay từ 5 học lên ở trên dưới được. Để lên tới rừng thông và sau đó lên rừng nguyên sinh thì tụi mình phải đi qua rẫy của những anh nông bào ở đây, anh địa phương ở đây. Chị hái ổi. Wow, cái ổi chín vàng luôn, nhìn khe luôn. Nào, nhìn phối cũng dưới đất đầy luôn. Wow, cái ổi tròn khe luôn. Hai trái ăn mới được. Em
Cho em một trái. Đây. À, nhìn khe lắm. Mong là đừng có sâu. Ngon. Hơi chua. Mà một trái quá đủ rồi. Quả đỏ nha. Cũng chua anh à, cũng hơi chua. Ủa rừng. Đi xuống. Mình sẽ đi băng rừng cà phê của nghe đồng bào ở đây, địa phương ở đây. Quay hạt cà phê cho các bạn thấy. Hạt cà phê nè. Rải này thuộc cà phê chưa tới mùa chín. Để coi may mắn gặp trái chín thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, có trái chín nè. Một trái chín trong một chùm trái xanh. Mới đi được một đoạn ngắn thôi, chưa được 1/3 đoạn đường thôi, còn rất là dài. Đây có một cây bơ. Bên kia có hai bụng chuối, có hai cái búp chuối. Cái búp chuối đó về mà làm gỏi thì nhất đấy. Chuối đó không phải chuối dài nên mình nghĩ chắc sẽ ngon. Nó là chuối ngắn thôi. Ha, có cây ổi. Ổi rừng. Ổi mọc hoang. Tuyệt vời. Chưa có trái nào chín. Thôi đi tiếp. Ôi da. Ở đây thì đồng bào gì nhiều anh? Nhiều miếng bò không à? Nhá. Đồng bào không à? Ấy là họ dân tộc gì á? Đúng rồi. Nhá. Bên là bên người đồng bào không á? Bên người đồng bào không? Có người trên cái chỗ ông lót bộ môn thắng lấy lên. Dạ. Chủ yếu là đồng bào gì anh? Đồng bào dân tộc cờ ho. À. Dân tộc cờ ho. Đây có một loại hoa. Cây này là mình hay gọi nó là quỷ già. Cho các bạn biết nó là cây gì. Đọc ngược lại đi. Giả quỳ. Cái bông nó màu vàng. Đấy. Cây này mà đọc rất là nhiều ở trên này. Ở Đà Lạt cũng có một con đường hoa giả quỳ. Ở đây cũng rất là nhiều con đường hoa giả quỳ. Nhìn thì đẹp nhưng mà hoa giả quỳ nó rất là hôi nha. Không, bình thường thì nó sẽ không hôi cho tới khi là nó bị chặt nhánh đi, xong nhánh đụng dưới đất mấy nhánh nó sẽ tạo ra một mùi hôi ghê lắm. Ít thì không sao chứ nhiều đi ngang ngợp á. Đây là con đường đi lên băng rừng. Một phần ba đoạn đường chưa ta? Chưa hả? Chưa được 1/3 đoạn đường nhìn xuống hồ Kala. Ở chỗ
cùng nếu tính theo chiều chuyến bay là mình đi được gần một nửa rồi. Bên kia có những ngọn núi rất là đẹp. Còn nếu mà đi được gần một nửa thì đó là chuyến bay á, tính theo đường thẳng á thì đi gần một nửa rồi. Dốc thì không biết. Tiếp rồi, tiếp bên kia nè. Bên này đá sụp mấy. Bên trong á. Nhí mệt đó. Ồ. Dạ. Thôi xin một hai trái thì anh bày ở nguyên nãy nó phí lắm anh. Để luôn. Để nó. Cái gì đâu. Xin một trái hay. Ừ. Ăn chuối không? Chứ bẻ nguyên nãy nó phí lắm. Bẻ con nào chín bẻ hết đi, bẻ hết ăn. Đây có con đĩa. Hả? Người bươn của ông anh nhá. Nói sao chuối này chín mà thấy chim chóc nó. Nó không ăn chắc nhiều quá. Giống như trên kia mâm xôi nhiều quá. Nó thành ra nó nhiều không hay. Không thèm ăn. Ăn chuối. Không sao, nó đâu có vô đây. Đây được rồi. Nó đoạn đường. Trong rừng. Mình khá là mệt. Tuyệt vời. À, đây có một cái cây leo nè. To. Trên kia có gì vui hả mình lên. Có gì vậy? Đó nhớ nha. Cây kia lớn nè. Wow. Nó có cây vô ra nè. Thấy không? Trái kìa. Không đó ngay cây cây này nè phía mặt này nè nhìn có cây dâu da thấy trái đó không thấy à ở trên kia kìa nhìn có cây kia thì khác lỗ một lõi wow này nó nghe tiếng ve tiếng kêu từ rất nhiều quá quá đã. Đâu? À, dâu da. Giống như mình gọi là bon bon. Không, bon cái nè. Dâu rừng thôi. Cái dâu thôi. Mình kiếm cho phần chút. Cái dâu da. Chua đấy. Mình cũng không dám ăn. Sao mà cậu uống nước nhiều. Nước miếng mà nhiều rồi chứ. Đỏ hết nước rồi. Wow. Ông có chiếu rừng nè. Wow. Nhìn kìa. Đang ở trên này. Nó còn sống ở giả chết nè. Nó còn sao. Đang giả chết. Lừa mình. Em đi em gặp cây này nhiều lắm nha, mà em không biết cây này cây gì nha. Ngọc cửu hả? Ngọc cửu. Ngọc cửu. Tá dùng làm gì anh? Thì cái tá dùng tất thường làm á, người ta sẽ ngâm thuốc, ngâm được rồi đau lưng này kia. Có khi người ta quay khô thì người ta uống thay trà. Nhưng mà cái này có loại trái là được đó. Uống là độc. Mũi vậy nó quá trời. Mũi không?
Wow, cái này muối nhiều ghê luôn. Mình vô nó kiểu như là thần tài đêm, thần tài đêm. Quá mệt nhưng mà vui khỏe, hòa mình ra thiên nhiên. Đây anh địa phương, anh địa phương có chuyện. Các bạn có thấy cái lối mòn nè, đó cái là dấu cũ của heo rừng đi ăn. Wow, mấy ngày mình có gặp con heo rừng nào không? Tuyệt vời. Đây, một chỉ nha các bạn con vắt. Đâu? Anh đạp cái nó chết rồi. Nó ngồi nè, thấy không? Đây, đó nó leo cây tao nè. Nếu mà thấy cái tay nó sẽ cố tình nó bò vào cái tay này. Nó cái tay rung quá vậy. Cây nhót rừng. À, cây nhót. Ok. Cam. Nó chấm 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 nữa đúng không? Đúng rồi, chấm chấm trắng ngoài á. Ăn một cái chuối chấm trắng ngoài đi. Ăn rồi chút này, cái mặt nó chùi vô quần á. Còn đi học, hồi xưa đi học là đổ nó chùi vô quần trắng luôn. Đi hơn nửa đoạn đường rồi. Khuyến nghị chân thành, ta đi những núi rừng nguyên sinh thì phải có địa phương dẫn đi, không là lạc, đảm bảo lạc. Đây là mình đang mở đường đi luôn. Wow, đây có nguyên cây rất là to. Wow. Cái này được 500 tuổi không? Không biết nữa, biết đâu. Anh đoán thử rồi. Chắc quên đó, chắc hơn. Ngàn năm đi, 999 tuổi. To thiệt. Nè, mày ra. Cây này phải cỡ 5 người ôm hết. Quá to. Đây 5 người ôm. Hệ thực vật là rêu phủ đầy cây luôn. À, cây này đẹp nhất rồi, to mà bự. Ở đây quay rồi thôi. Chân tôi cần nước rồi. Cây này quá đá luôn. Cây này mà để làm cái hầm xe máy chạy qua được luôn. Ô tô chạy qua được không được, chứ xe máy là chạy không. Đây, cây trước mặt mình cần nước rồi. Cây trước mặt, cây to trước mặt này đúng không? Cây chầm nước rừng. Wow. Còn cây này sẽ là cái khác dưới, tại vì cái ở cây dưới là cái lớp vỏ nó không cóc. Đúng rồi. Nên là rêu nó bám vậy. Cây dè hả? Ồ. Cây tròn tròn nó hẳn đầu kia, để đi tới đó. Nó mọc rồi tắt thành đá làm đôi luôn á. Cái dây người ta kiếm để bán khó mà. Nhưng mà trên này sao có người ta đi. Cái gì đó. Đây là mình vô cái hệ thực vật cây lớn nè. Quá đã. Rừng nguyên sinh. Cái cảm giác này sắp lên tới đỉnh rồi. Nó không hết giấc lắm. Nó có hai cái điểm lớn. Điều mong ước duy nhất của em đó là lên tới đỉnh có một bãi đất trống, hoặc là có một cái sườn dốc nhìn ra xa xăm.
và có thêm một cục đá nữa thì quá tuyệt vời. Đây, đang đi thì phát hiện một cây linh chi đen. Linh chi đen nè. Quá đẹp. Đường dẻo có những cái cây rất là to, 100 tuổi. Nhìn sau lưng nè. Qua cành trên kia. Có một vườn nấm thương hiệu này. Nấm mọc lên thân cây. Cây này nó không bị tróc vỏ ha. Cái là rêu nó mọc đầy luôn. Cây tróc vỏ thì rêu nó chết. Nó rớt mẹ ra. Cây này rêu nó rớt. Nó đẹp hơn. Tới đỉnh rồi các bạn ơi. Đây, cục đá, đá minh chứng cho cái đỉnh nè. Và chỗ này rất là chóng, để mình quay từ dưới lên nè. Rất là chóng, có một cái cây khô chết rồi nè. Tạo chết nha, đang thấy lá nha. À, không chết à? À, vẫn thấy lá. Wow, bên này có một cây nấm. Nấm đinh chi, rất là to. Rồi, thấy rồi. Ui, con gãy. Lại, chưa. Dễ gì. Dạ. Một, hai, ba. Nó dùng, trong gốc cây có dùng luôn. Ẩm thì nó sống. Ẩm, có tí bùn, tí đất, bùn cưa. Đó, cây nào mà cứng cứng thiếu ha. Còn cứng thiếu ha. Cưa xong xiên sơn, bê u lên. Gặp chóp ở đây luôn. Nắm trên cái cây này lạ hết. Nắm cam cam. Những loại nắm mà mình không biết tên mới lạ. À, rất là. Biết rồi, mình để cho chị Mốt ra quay lại. Chị Mốt để với chị Hạnh đâu đó. Được, túi rồi. Đang đi xuống thì phát hiện cái cây của bồ tê rất là lạ. Nó bị lỏng phía trong nè. Khi gầu rồi vô trong đó. Mình giữ gầu rồi vô trong đó lại coi. Bồ tê quá hình tráng. Cây này mình đang đi xuống. Ây da, rớt cái nón rồi. Ây da này. Dọc đường có rất nhiều hạt à, dẻ. Rồi đi, kết thúc hành trình leo núi. Đi xuống, nghỉ ngơi. Sau đó mình sẽ về. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cảm thấy hay thì cho mình một đăng ký kênh, một like video để được đề xuất YouTube nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.